Khu du lịch Tam Cốc Bích Động tối qua trở nên sôi động, náo nhiệt bởi sự kiện khai mạc tuần du lịch Ninh Bình sắc vàng Tam Cốc Tràng An năm 2024, một chương trình nghệ thuật đặc sắc mang âm hưởng văn hóa của miền cố đô với sự có mặt của những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng đã mang đến cho du khách và nhân dân một đêm nhạc thăng hoa cùng di sản. Ngay từ chiều ngày 1 tháng 6, dòng người đổ về khu du lịch Tam Cốc Bích Động để dự khai mạc tuần du lịch Ninh Bình sắc vàng Tam Cốc Tràng An 2024 mỗi lúc một thêm đông. Ai cũng vui tươi, phấn khởi, háo hức khi được tham dự sự kiện. Thưa quý vị và các bạn, đã có hàng nghìn du khách đến tham dự lễ khai mạc tuần du lịch sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Và ngay lúc này, tại khu du lịch Tam Cốc Bích Động, lượng khách đã tăng cao kỷ lục, không khí đang dần nóng lên. Trong đêm khai mạc, khán giả bùng nổ theo sự xuất hiện của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu hiện nay như Hòa Minzy, ca sĩ Sao Mai Thu An, nghệ sĩ nhân dân Phạm Phương Thảo với những ca khúc mới ca ngợi vẻ đẹp của vùng đất và con người Ninh Bình. Hàng nghìn ánh đèn flash của khán giả được bật lên khiến cho không khí càng thêm sôi động náo nhiệt. Đặc biệt sự xuất hiện của ngôi sao ca nhạc ca sĩ Hà Anh Tuấn, một người con của quê hương Ninh Bình, sân khấu như vỡ hòa bởi giọng hát ấm áp, trẻ trung và màn giao lưu thân thiện mang theo thông điệp mỗi người dân Ninh Bình chính là một đại sứ du lịch quảng bá hình ảnh của quê hương đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Anh ấy rất là thích cái không khí buổi tối ngày hôm nay. Nào người Ninh Bình nào, hãy chứng minh nào. 1, 2, 3. Mình cảm thấy rất là tuyệt vời khi được đến với cái địa điểm Ninh Bình nơi đây, là một cái sân khấu các bạn tổ chức rất là hoành tráng. Và mình cảm thấy là cái quê hương của mình thật là tuyệt vời, với một cái quang cảnh du lịch đẹp như thế này. Và đây là lần đầu tiên là mình đến với Ninh Bình, mình cảm thấy rất là vui. Cái này có ý nghĩa và cái đó là một cái niềm tự hào của mình với cái đất nước Việt Nam. Mình rất là yêu cái quê hương của mình. Trên trục đường chính dẫn vào bến xe Đồng Gừng, nơi tổ chức sự kiện, ban tổ chức đã phải lắp đặt thêm các màn hình LED để phục vụ đông đảo nhân dân và du khách. Mọi thứ thật tuyệt vời, âm nhạc rất hay và cuốn hút. Rất nhiều người, trong đó có tôi, đã say sưa theo dõi. Đây là một buổi tối đáng nhớ với tôi. Được biểu diễn tại tuần du lịch Ninh Bình năm 2024 giữa lòng di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả cũng khiến cho phần trình diễn của mỗi nghệ sĩ thêm thăng hoa, mãn nhãn du khách và người dân địa phương. An Thu An cảm thấy rất là vinh dự, rất vui, tự hào và xúc động khi là mình là một người con được sinh ra tại mảnh đất Ninh Bình, lại được hát những bài hát hay nhất để ca ngợi về mảnh đất và con người nơi đây, quảng bá du lịch Ninh Bình đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế, và mọi người hãy cùng hướng đến Ninh Bình nhiều hơn và ủng hộ cho Ninh Bình. Lễ khai mạc tuần du lịch Ninh Bình 2024 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm, quảng bá rộng khắp tiềm năng du lịch của Ninh Bình tới bạn bè trong nước và quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, tuần du lịch Ninh Bình sẽ còn diễn ra đến hết ngày 8 tháng 6 với chuỗi các hoạt động đặc sắc và thú vị, và mong rằng cảnh sắc và con người nơi đây sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm khó quên.